Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Bữa nay á thì ở nhà ở sau vườn mớp đó đổ bông nhiều lắm. Mẹ nói là ra hái bông mớp á vô cái mình luộc, mình chấm chao mình ăn cơm. Thì bữa nay mình ăn cơm với rau ở nhà. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Hả? Cái trồng rừng nó giống dừa không? Này mẹ để cái chậu trên đây. Rừng á là trồng cái giống dừa nè. Lên đừng phốt. Nè mẹ. Nè. Đây là té mớp. Bị sâu rồi, nó bị sâu mà sâu có khúc ta nè. Thì mình bẻ khúc dưới. Hay luôn ơi, hay luôn. Ăn luôn. Non già gì làm láng hết luôn ơi. Nay không có chợ không có gì ăn hết rồi. Bông mớp này là bông mớp cái nè. Còn đây là mớp đực. Ủa, vậy cái này là đực. Còn cái này là cái. Kìa trên đó cũng có con trái mấy trái luôn kìa. Anh nè. Ồ, không hái nè, nó cũng rụng à. Nó bị mình không có bọc nó lại đó, nó có con sâu. Con ấy. Con sâu nó đeo. Này mẹ tầm hả, nó tự mọc. Mẹ tầm chứ. Có đứa mớp nằm rảnh kìa mẹ. Đâu? Đó. Không thấy. Đó. Nó sụp xuống rồi đó. Hai trái. Thấy nữa. Cái nhỏ xíu à. Đó. Cái gì à, già. Cái này nó bị sâu rồi vô cho cá ăn. Cá ăn cá đại tượng nó khoái ăn mớp dữ lắm. Cái nào hồi mình gọt cái vỏ mớp á, mình để cá đại tượng ăn. Mẹ cầm để con hái cho. Cầm đó. Mẹ trồng cái gốc mớp ở trên cái cây đó, đó. Nó mời lắm đó. Nè, hồi ôi có cái mớp cái bự chảng luôn. Nè. Có bự chảng mới dài dư. Hái hết đi, hái hết mấy cái nhỏ nhỏ đi. Nè, hái ăn, chị con quăng nè, con quăng nè. Hái hết. Bông nữa kìa mẹ. Ôi, tiền quăng cho mẹ ơi. Quăng cho mẹ ơi. Mấy trái nhỏ cho ăn ngon lắm nè. Nó mềm. Ngóc bông luôn. Mẹ nói hồi sáng này là bông nó nở vàng hực luôn. Nó nở vàng hực à. Con đang quăng đây nè mẹ ơi. Cái này nó có đường bông nè. Mẹ ngồi đây nè mẹ. Mẹ có đây có đường bông nè. Không được nè. Bông mớp nó rớt quá chừng. Bông mớp bằng bùi lắm, ngon lắm. Khác chút nữa đi. Trưa nay thì trời nắng chang chang vậy nè, chứ chiều chắc chuyển mưa. Chiều nay đó, chắc cũng chuyển mưa. Đêm luôn, ủa nửa đêm. Mà mưa không có lớn, mưa lay chắc không có thuốc lên ấy nhiều nè, con này nhiều nè. Con ông đít con gùi đít vàng hay gì? Con gùi gì nữa đâu. Con gùi vàng. Con gùi vàng mà nó con gùi đít vàng. Mẹ đây này hái luôn không? Đâu. Hái bao nhiêu tiền? Tới không? Nắng nó chói.
ôi quá chừng luôn mẹ ơi. Rồi ôi quá chừng luôn mẹ. Đây. 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 Khánh hái bông mớp nè ha, đọt mớp nè ha. Rồi tái mớp non gì hái luôn quá chừng luôn. Cái dây mớp này mẹ tầm mà nó bò tùm lum tùm lá hết rồi. Quá chừng bông luôn nè. Bông nè, ăn ngon lắm nè. Ai có người ta không biết ăn. Hái đọt luôn mẹ, đặng cho mai mốt nó ra nữa. Có người không biết ăn cái bông này. Bông ăn mà ăn bông này bùi ngon lắm. Trời ơi coi nè, nằm dưới đất là ăn đã hết rồi. Khóc luôn. Đây. Đây nữa. Nhóc luôn. Nhóc bông luôn, nhóc đọt luôn. Bữa nào mình tầm ngớp mà mình ăn đọt vậy cũng ngon nữa nè mẹ. Mẹ đó chứ ai. Mẹ có ơi, vô nhà đi vô. Vô nhà đó ơi. Vô nhà đi, dạy nắng không? Vô nhà đi nắng lắm á. Vô đi con. Đi nhà đây con. Nắng lắm. Mà này nắng rát cho đầu mình, luôn. Mình mùa dịch rồi mình ở nhà thì mình có rau vườn bậy bạ rồi mình ăn được. Còn mấy người mà ở trên thành phố á thì mua không được, ở trong nhà không ra ngoài đường không được nữa. Trời ơi, tội nghiệp người ta. Mình kiếm bậy bạ mình ăn gì được. Ờ đây nè. Nhìn nó ngon dễ sợ luôn, nó chưa nở bông nào luôn. Hình như là hai nách lá có một cái bông, hai nách lá có một cái bông hả? Ừ, có bông. Nó là, nếu mà không có bông là tới cái trái. Hái đọt luôn. Cái đọt con mốt ăn ngon lắm á. Cái đọt mới mốt nó ra cái đọt khác, mốt nó đi nó chia ra nhiều nhánh nữa. Trời ơi quá chừng luôn. Coi mẹ, mẹ coi quá chừng luôn. Ở đây nè. Đây nè, hái nhắc luôn cái đọt này đi. Mới mốt cho nó đẻ ra. Cái đọt mớp. Đọt mớp nấu canh chua, luộc, xào. Được hết luôn ạ. Đây. Đây. Nó chuẩn bị leo lên đám củi rồi nè. Kìa không? Nhắc nó đi, cho nó ra cái khác mấy cái nữa. Nhảy thêm đọt nữa cái nó mới có bông. Ở coi nè. Đây nè. Nó bò lên cái đống lá dừa. Mình tầm dưới thách thách vậy nè mình ăn như bông bí đó hả? Nó ngèo nó ngột luôn. Đủ ăn chưa vô? Chắc đủ luộc rồi. Đủ rồi. Rồi tắt máy. Này là bông mớp. Đây bông mớp nè. Còn đây là đọt mớp.
còn đây là tái mấp non. Mấy tái này thì nó bị con ruồi nó đục, cho nên là giờ mình ăn được cái gì thì mình ăn. Hồi nãy đâm ớt, cái ớt dần rồi coi cái gì. Khúc này không có bị hư thì mình lấy ta lại, nào hư thì mình bỏ. Này nó hư khúc nào, nó hư có khúc à, chứ không có hư hết. Rồi nó ăn nó phá hoại thì chứ ha. Nhưng mà để giờ nó hư hết, mới đục thì hư miếng à. Mấy cái này đâu có cần lặt gì hết à. Đọt thì mình lặt theo đọt, đặt lặt như lặt rau lan vậy nè, vậy nè. Này rau phải không? Bỏ rau nè. Cộng lặt rau hay là rau mềm mày lấy luôn nè. Nãy mấy cộng của mẹ mày bỏ rau hết à. Đó. Anh ngồi nước dựng luộc trứng này nha hai. À. Nè. Thôi, mất mình chơi thơ vậy thôi. Cái gì? Khỏi tước. Cái gì? Hay là gì? Hả? Móp. Nữa. Hay móp nữa. Nè, cái này vậy nè, đó. Thì tí móp. Bốn cái dịch này vô. Được mình ăn cơm nhà mình mới 4 người, 5 người mà ăn 4 cái được. Ăn gì hết, coi vậy chứ ăn chung với đồ ăn nha đâu nổi. Còn chao nữa làm chi. Chao. Sắp tỏi ớt rồi. Đây là hủ chao. Hủ chao mua từ đầu mùa dịch tới không biết là cuối mùa dịch hay chưa. Hy vọng là cuối mùa dịch. Giờ mới được ăn. Rồi bây giờ Khánh móc chao ra. Chao này là chao ớt. Chao ớt chứ không phải chao tiêu. Thở. Con thấy nó đỏ nè. Nó mới hồng à, nó chưa đỏ. Đâu. Nè, thấy nó hồng hả? Đâu có thấy được. Thấy mà. Nhìn thấy hả? Tại vì cái hồng nó đang nằm trên nè, nổi lên trên nè nè, nó hồng nè, thấy không? Nó chưa có đỏ. À hồi kia là nó vàng kìa. Mới nó hồng mà, tại vì nãy em mới nó mới con bề đào hay là muốn ăn ấy. Muốn ăn chín. Đóng hoa làm đào thì vớt nó ra. Cái nào cũng được, không dớt luôn. Rồi bắt đầu nước tắt nó luộc nha. Ủa chú không phải luộc màu này hả? Không. Rồi, có củi lửa sẵn ha, sợ gì. Giờ mình để vô đây một miếng đường, chút xíu nữa chắc miếng chanh tắt gì đó vô là ngon rồi. Thơm quá đi, chao nó thơm. Lâu quá không ăn chao á, nay ăn bữa cho nó thiệt là ngon mới được. Ủa? Nó chưa sôi không được luôn hả? Ủa? Đang bị ấm ức cho nên là không được bình tĩnh. Bữa nay là Tiền đang bị ấm ức. Lý do là hồi... Đây đây đây.
Lý do là đang hồi rung, tối rung người luôn á. Hồi tối này thì lúc mà Khánh đi ngủ thì có một cái con nhỏ nào đó mà Khánh biết chứ không phải là Khánh không biết, thì nó comment là bà Sáu á, bà Sáu á, có nghĩa là mẹ Khánh thứ sáu, thì con nhỏ này nó mới kêu là bà Sáu á, bà có bốn đứa con gái, thì con Tiền á là nó đi làm gái. À, rồi bây giờ nó chuẩn bị bây giờ thì nó chuẩn bị dắt con qua theo chân của nó rồi á, quả báo nói chung là Khánh thì từ hôm nào tới nay thì nói chung là Khánh cũng không có kiếm chuyện dai hết, mình ở nhà thì nhà toàn là con gái không có đàn ông. Thì tối ngày thì mình lo mình làm, mình lo cho gia đình mình thôi chứ cũng không có làm gì ai. Mà khi mà mình đọc một cái comment như vậy á, thì mình mình biết người này là ai rồi. Tại vì người ta nói chuyện vậy thì mình cũng biết là người ta là ai. Thì sáng lại thì Khánh có kể cho Tiền nghe, kể cho Tiền nghe. Thì Tiền nó mới tức. Nhưng mà là hai Khánh nói là thôi có gì đâu tức, tại vì mình đâu chọc ghẹo gì ai đâu. Rồi quả báo hay không thì tự động tự khắc, người khác sẽ nhìn vào cái gia đình của mình thì người khác sẽ thấy thôi, chứ còn đâu có cần phải nói mày gặp quả báo thì mình mới gặp quả báo, hay là mình không nói thì sẽ không gặp, hoặc là nói thì gặp, thì không phải. Nói chung là cái chuyện gì thì mình ăn ở làm sao thì tự động ông trời sẽ biết hay. Rồi sẽ nhấn vô chung là giúp đỡ hoặc là không giúp đỡ cho mình vậy thôi, chứ còn người ta ghét mình thì người ta ghét mình thì người ta kiếm chuyện với mình vậy thôi, có gì đâu tức. Chuyện đó là chuyện bình thường, hai còn khoái nữa, hay thiệt á, hai còn khoái nữa, biết sao người ta ghét mình, người ta ganh tị với mình thì người ta mới kiếm chuyện để chửi mình. Nhưng mà con tức một cái á, tức gì là hai biết tại sao không? Con nói thiệt chứ, nói mấy lần rồi mà tại sao cả đống người không ai nói, mà chỉ có vừa nói ra là người ta biết ai liền rồi. Mà có cả đống chuyện sao không nói mà cứ bắt ngay ngay chuyện đó, tại vì không còn cái chuyện nào khác mà để mà bắt bẻ. Con cứ nhìn vô kiểu mà cứ nhìn vô cái cách con, tại vì bình thường con ở trong cái nhà này thì con hay con xì tin nhất đám, đúng không, cứ nhìn vô có một cái cách đó để xăm soi người khác thôi, chứ ngoài ra không có còn cái gì mà để xăm soi người khác nữa. Thì hai đã nói rồi, thôi cởi cả thời gian đi, vậy nè, giờ nói một câu thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả, đúng không? Có gì đâu, chuyện này là chuyện bình thường. Ví dụ người ta mà người ta đi xa mình thì người ta mới ghét mình, người ta mới bực bội mình, chứ nếu người ta đi trước mình thì người ta đâu có thèm ngoái lại để làm gì, đúng không? Người ta đi sau mình người ta mới ghét mình thôi, vậy thôi, nói chung là như vậy. Còn mà mình cũng không có chọc ghẹo ai gì hết. Nè con nói người ta mà không nhìn lại mình, hay nói là kể đi, ai sống sao sống kể bức. Người ta có gì đâu, chuyện nói chuyện bình thường, nói chung là mình khoái, nói không phải khoái. Không phải, tại biết sao hay biết sao không, không phải là người ta nói như vậy mình có mà mình tức, mà là vậy nè, con tính con từ đó tới giờ á, con ghét ai nói con đừng ghét nói người ta ha, nói con nhỏ đó. Nói con nhỏ ý đó ý là giống như là từ đó tới giờ con không có thích mà ai mà nói gì vậy con. Ví dụ như thà con có mà nói con không có thích, con bình thường. Ví dụ như mình có mình nói, người ta nói mình không có mình bình thường, còn cái này mà rồi bây giờ có nghĩa là như vậy nè, có nghĩa là bây giờ con nhỏ đó nếu mà có coi ở đây thì biết được cái điểm yếu của chị Tiền rồi chứ gì. Cái điểm yếu của chị Tiền là chị Tiền rất là bực bội những cái thứ mà chị Tiền không có mà nó có, cho nên là em biết được cái điểm yếu của chị Tiền thì em cứ chọc vô điểm yếu của chị Tiền nữa đi. Điểm yếu của chị Tiền là vậy thôi, thôi chứ có gì đâu. Ngon lực luôn phải không? Bể bể cái đó làm hai thì văng. Chút nữa mình ăn như ăn dưa leo vậy. Nãy giờ hai nói mấy câu con thấm rồi, nghe con hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Giờ mình phải cảm hiểu. Mình cảm thấy chứ. Tính ra mình thật là may mắn. Không có gì phải tức hết. Thật là may mắn. Mà nếu mà gì ta? Nếu mà em đã quan tâm chị vậy rồi á, thì mai mốt á, có nhà chị mà có gì vui á, thì chị sẽ rủ em xuống chơi nha bé.
nhìn thì mình đoán là mình, nếu mà mình biết rồi thì mình biết là em đã nhỏ tuổi hơn chị, cho nên là chị sẽ kêu em bằng bé. Hồi sáng á, hay nói chị Tư á. Sao? Cái hay thì hồi sáng hay nói qua đứng đó, chị Tư cũng đứng đó, cái chị Tư chỉ ra đây á. Mà chị căng không nha, cái qua đây. Mà lúc mà hay nói thì là qua đã bắt cười rồi. Cái qua em qua chọc chị Tư, chị Tư mày đừng chọc tôi rồi, mày đừng chọc tôi rồi, tao bực kìa nghe, mày đừng chọc. Thơm quá. Thơm mà ngớt á. Thơm quá thiệt. Thơm thiệt cái chứ. Thơm phải không? Thơm mà mướt. Hồi nãy mình đâu có bỏ mướt vô đây đâu, có không? Không mướt đâu có mũ đâu. Ủa, bỏ cái gì có mũ thì nó bỏ mướt hả? Gì có mũ hoặc là cái gì dơ á, ví dụ như có bùn đất rồi này kia mình bỏ mướt. Chứ không phải cái rau mình bỏ mướt vô là nó xanh hả? Thì cũng được, nhưng mà này cũng không cần không. Tại này không có mũ. Thấy không? Cái nước nè, thấy không? Đâu có ra màu đen đây như khoai lang rồi đây, rau muống rồi đây. Cô đi lột hộp vịt cả hai. Ừ. Dạ, thôi đừng quá. Đi vậy ăn đi. Nè tôi ăn không? Tôi con ăn ít thôi, ai bớt cho con nhiều chút rồi vậy. Thì có chồng bắt ăn thôi ăn. Đây mày quà chứ. À, tiền dầm hộp vịt đây tiền. Kém là mấy. Dầm rồi chào. Hai trứng hả? Hai một trứng. Đúng rồi. Một trứng thôi đúng không? Trứng nghe ăn hết chùm nữa. Đúng rồi. Trứng rồi đi. Bên đây bên đây. Ô chín rồi. Đúng rồi. Chà lại giẫm lên mà nó gạt cho. Lâu lâu giẫm hạt vịt nó chà ngon lắm nè. Rồi, con mời cả nhà, ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với nhà con. Xin mời cả nhà. Xin mời ông bà cô bác. Xin mời ông bà cô chú. Bông mớp nè, ăn thử cái bông mớp. Ăn đi. Ừ. Ăn thử đi. Ngon. Ngon. Nó giòn giòn. À, mẹ ơi. Hử? Nó điện thoại của mẹ là cái gì sắp bị. Bông mướp ngọt ngay à thôi. Ngọt. Mà nó thơm ha. Con mới ăn bông mướp lượt lượt đi. Nó thơm mà nó bùi. Ăn cái mướp ngon thử thì nó ngọt hơn cái bông mướp nữa. Ngọt dữ lắm ngọt. Cái mướp ngon, cái mướp ngọt sẵn rồi. Yeah, bước kính chào. Xin mời cả nhà. Con nhớ hồi nhỏ ăn nó giòn. Lúc đó mẹ chưa đẻ con Dung luôn á. Là nhà mình có cha có tầm một vàng mớp á. Ngay tới cửa nhà mẹ nhớ hả? Ngọt thiệt. Lúc đó mẹ chưa đẻ con Dung phải không? Đẻ rồi. Đẻ chưa? Rồi con Dung còn nhỏ. Lúc đó là cha ổng làm Mai Cứ Hanh với dì Bảy á. Cái chú Hanh với dì Bảy đám cưới xong cái xuống đây chơi, cái cha với mẹ hái mớp cho chú Hanh dì Bảy đen vàng, mày nhớ không? Dạ. Lúc đó hái ngày bán tám cái chú Hanh bỏ vào ngoài nổ rồi. Đúng rồi, mẹ hái mẹ bán hả? Ừ. Con không nhớ mẹ hái mẹ bán, con chỉ nhớ mẹ hái mẹ cho. Cha ổng chặt te, ổng cầm hồn vàng ổng tước á, tới cửa á. Không nhớ. Ổng làm vàng mớp. Ngon. Ngon, cắm chào ngon quá. Nhìn á thì nhìn không có gì hấp dẫn hết á. Nhìn nó cũng nhiều khi mình không biết ăn mình thấy nó cũng ghê ghê, mà mình biết ăn thì nó rất là ngon. Chào cái, nó béo. Cái trái mướp nè, người ta nấu đám gì đồ này kia, người ta lấy người ta chẻ trái mướp này ra, người ta để vô trong nước lấy nước ngọt. Trái mướp nào? Trái mướp này non èo luôn á. Mình chẻ ra nè, nè tiền. Mẹ. Cho mẹ. Cho mẹ.
Ngon không cho mẹ ơi, đây. Để chấm thử. Sao mẹ bị chậm thế? Nó mất ngon à. Cá nào này sạch nước đầu kia. Nó ngọt ngay à. Chấm nguyên cái à. Ngọt ha. Ngọt. Ngọt hay ghê chứ. Mẹ ăn ngon á, không ngán. Ngọt ngon. Giờ mình tận diệt tất cả các loại rau ở trong vườn nhà mình. Nói chứ mình ăn, mình hái mình ăn đọt vài ngày rồi khoảng chừng 5-7 ngày sau là nó gạt đọt khác nữa rồi. Bông này không biết mấy ngày nữa xã dân cấp tay đi chợ hai mua đồ ăn đâu chứ để viết thì không có ai có gì ăn hết. Đi chợ xin giấy, xin giấy vậy. Mới nghe thêm á. Cái bông này mình không ăn nó cũng hư à. Được có ba. Đúng rồi. Bông này à? Bông này là bông đực. Bông đực. Mình không ăn nó không rụng, nó nở không hết trơn. Nó nở như vậy nè. Vậy cái nó rụng xuống đất. Mất hết. Còn cái trái nên là trái mớp này nè. À bông cái nó mới nở. Mẹ đi chạy kèm hỏi của mẹ rồi. Ở không hay vô khẩn không? Chắc kêu hôm qua lưỡng tính nè. Thấy không? Lưỡng tính. Cái này không cần thủ khó luôn. Không cần thủ khó hả? Có nghĩa là nó không thành trái á. Nó có kiểu như ba loại mà. Cũng cần thủ khó mà. Nhưng mà cái trái nó ra là đã ra sẵn cái trái rồi. Trái nào mà có là có sẵn luôn. Đây. Cái bông dừa cũng vậy á. Cái nào trái dừa là đã ra sẵn trái dừa luôn. Đúng rồi. Mà mấy cái thủ khất nó mới nó mới đậu quá. Đậu nhưng mà nó đã ra sẵn rồi. Chứ mắm ngon ăn nó ngon. Giòn giòn xịt xịt giống như dưa leo luộc vậy. Dưa leo hấp vậy. Mày lấy rồi. Nhà mình đâu có ăn canh dưa leo đâu không. Dưa leo giòn thịt ăn ngon lắm á. Hồi đó con đi bằng công ty á, ăn canh dưa leo suốt luôn á. Mà ăn xong rồi á, nó thấy nó ngon, ăn liền á. Một ngày á, con nhớ á, đợt làm công ty mai á là 10:30 là ra ăn cơm. Mà nếu mà 10:35 hay ra tới phải không? Mà trên bàn không còn gì ăn trơn. Không còn gì luôn á. Là tới cái giờ đó vừa ban một cái là ta ồ nha, ta chạy ra. Nếu mà ra trễ là không còn gì ăn á. Không có còn luôn chứ không phải là chia phần. Dù như múc trên bàn một tô canh rồi 10 con cá. Ai ăn sao thì người ăn trước, người ta ăn 2 cá rồi mình nhịn. Ủa kìa. Ừ. Nó hay làm công ty đâu ăn vậy đâu. Còn ví dụ như cơm phần một cái khay vậy nè. Thì có một cái chỗ cơm, một chỗ canh, một chỗ kho, một chỗ xào. Thì mỗi người cứ còn cá là đều phải vậy mà công ty con vậy á. Mà tới lúc mà còn bóc lột công nhân, tới lúc mà con nhớ là con làm xong mà tính tiền là nửa tháng lãnh lương một lần là con được 1.8 triệu không. Mà người ta trả con có 1.2 triệu hay 1.4 triệu gì không nhớ nữa. Rồi hay nhớ cái đầu mà con đi khám tim không. Cuối cùng con xin nghỉ rồi cuối cùng giật luôn tiền con á, đâu trả đâu. Là giật luôn mấy triệu á. Là hai biết cơm không có gì ăn, chỉ có một tô canh dưa leo. Chỉ có dưa leo thôi chứ không có thịt thầy. Công ty đâu? Công ty trên Mũi Tàu nè. Là chỉ có một tô canh dưa leo với lại 10 cá biển chiên thôi chứ không có gì ăn. Cơm mà đem lô tô qua cho trời. Con nhớ quá ha. Có mấy lần á, mệt quá nhưng hoặc là mắc toilet á, đi á. Đi rồi là ra là không còn gì ăn á. Ra sao là không còn gì ăn luôn á. Ba cảm ơn con, ba cảm ơn con. Không phải là hết, người ta đem ra nữa cho mình đâu. Không có rồi. Thì tư á. Công ty chỗ này thì ví dụ ngày đó đếm bao nhiêu công nhân thì người ta làm như phần cơm. Bố con hay rồi người ta làm như vài phần vậy thôi. Vậy là coi như là xuống là mình ai nó ăn. Công ty lại làm bóc lột người ta vậy đó. Biết không? Thôi con nghĩ gì đâu, mấy tháng sau không được. Bể nợ luôn. Đúng rồi, công ty bể nợ. Làm gì không bờ. Clip của Khánh Tuyền cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like, chia sẻ cũng như là có hết quảng cáo để ủng hộ cho Hương Nhi đồng quê nha. Rồi còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.